Trước khi quay trở lại với công viên 30 tháng 4, chúng ta ghé thăm bến tàu khách du lịch Châu Đốc. Đến đây sớm đó. Bến tàu khách được thiết kế giống như một du thuyền hạng sang, mấy giờ chạy? Với các cửa húp lô tròn trịa. Mấy giờ chạy hả? Cũng gần tới giờ rồi phải không? Bước qua cửa chính, sông Hậu hiện ra rực rỡ dưới ánh bình minh. Chỉ vài chục thước, ngay dưới chân tượng đài Kabasa đang diễn ra một cuộc sống hoàn toàn khác. Cuộc sống của những ngư dân làm chăm châu phong, tần tảo sớm khuya để đến buổi bình minh, tô thêm sắc màu cuộc sống.
Thạch chú đâu rồi? Thằng chủ đó, ông chủ hả? Đó. Cái đợt này luộc à? Đợt với củ qua. Mà cái này luộc được cái gì? Được. Một đợt à, một bó là bao nhiêu? Ký, ký. Ký hả? Ký. Ký là nhiêu tiền? 14.000 một tí. Dạ, yeah. Lấy cho một ký đi. Nó nhỏ quá sao đây? 800 gram 40 ngàn. 50 nghìn ký hả? Dạ. Rồi. Dạ, gì cô? Cái he đó đó nha. Cái he hả? Con à? Ừ, con à. 250 à. Cá gì không? Có cá không? Đâu? Cho coi coi cái cá. Cá gì ạ? Cá lồng bơn nhỏ nhỏ. Là cá cá lấy châu vậy? Dạ. Lấy lên xem nào. Cái châu đó bán hết nhiều. Chỗ dưới bán hết bao nhiêu? Dưới đây hả? Đấy. Cái này là đã bán cho người ta rồi phải không? Dưới đây chưa. Chưa hả? Còn ở dưới là cái gì? Xách xách lên trên này thôi. Nó hết đi luôn 300. Ủa? Anh mua hả? Dạ không phải, ba con ra đấy. À ông ba hả? Dạ. Bán cho chú mớ đi. Là cái nào chú? Lấy cái nào? Có tôm luôn không? Dạ tôm. Tôm này rồi, tôm này bán sao đây? Tôm bà đó 300 ký. Ui nhỏ, cái này chỉ khoảng 220 thôi. Dạ không. Ở đây đây. 225 thôi. Không không chú. Bán rồi thì để ta coi coi cái này là cái gì? Tép. Tép bán sao? Tép đó 300 gram đó 45.000. 300 gram 45.000. 45.100. Rồi, không lấy tôm nó lấy tép đi. Đã cân chưa? Cân chưa? Dạ rồi, cân rồi đó. Là bao nhiêu đấy? 300 gram. 300 gram phải không? Dạ. Rồi, còn cá. Để riêng ra ngoài đây. Này lại lấy nè. Cá gì đây? Cái đó cá lưỡi trâu với cá bóng. Cá lưỡi trâu với cá bóng. Cá bự. Cái này cân chưa? Dạ rồi. Cái này bán sao đây? Cái đó hả? Ừ. Cái đó 50 ngàn đó, bọc đó đó. 50 ngàn? Dạ. Là nguyên cái bọc này luôn. Dạ. Còn là thế này? Cái... là cá cái gì đấy? 50.000 ký. Đó 3 ký. Ba làm gì tới 3 ký? 3 ký. Con cân rồi chú. Cân rồi hả? Dạ. Còn cái này là đã cân sẵn rồi phải không? Dạ rồi. Cân rồi. Rồi, lấy cái này đi, rồi hai cái đi, lấy hai cái. Là một cái là bao nhiêu? Cái đó 45, cái này 50, 95.000. Chép là 50 hả? À cái bọc cá là dạ 50. Cá là 50. Còn, cái đó là 45.000. Ờ. À. Tôm nhiều hết rồi hả? Còn tôm nè. Tôm luôn, tôm đi chú. Tôm này bán sao đấy? 40.000 trăm. 30 được không? Không mua hết. Thôi hết, bán xong 35.000 đi rồi. 35 triệu không chú? 30 thôi. Người ta trả cho hai ba người bao nhiêu không bán. Thì dạ. Nhưng mà bán nó có tôm nhỏ mà. Thì bởi vì có con nhỏ chứ bự này tới 50.000. 35 bán rẻ rồi đó. Cái này lên TV nha. À. Cái tội bán đồ mắc. Hai ngày được ra bao nhiêu đó. Này bán giùm chứ.
rồi cái này 200 ngàn chẳng đi, 600 gram 201 ngàn chứ mất 10 ngàn đi. Rồi uy tín chứ trời.